các bạn. Hôm nay mình đứng trước nhà thờ Đức Mẹ La Quang ở thành phố Houston, tỉnh Quang, Texas. Rồi nhưng mà hôm nay mình không có đi nhà thờ La Quang, mình sẽ đi chợ Chầm Hổm ở bên đó. Thì giờ mời các bạn cùng coi cái chợ Chầm Hổm ở ở Mỹ như thế nào nha. Rồi mời các bạn. Thì nhà thờ La Quang thì người ta sinh hoạt bên này, còn bên đây thì những người mà họp nhóm chợ Chầm Hổm thì chỉ họp từ 7 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng là hết rồi các bạn ha. Ai mà đi trễ sau 9 giờ thì không có còn đâu, hoặc là không có mua được đồ tươi hay là đồ ngon nữa đó. Thì đâu đó, bây giờ mình quay sơ một cái khu chợ Chầm Hổm nhỏ nhỏ ở đây cho trước, và trước thì mình quay chi tiết xem. Thôi hồi xưa còn ăn cay dữ lắm kìa, nên nói là tôi đi tôi mua ớt tôi thử không. Cái gì bán cá người ha. Không có chim đen nữa. Hai đồng bữa đó kẹo quá. Không có kẹo đó. Cá chim. Mực tôm nè. Ăn mực không? Chuối, rau, mớp, bầu, bí, đầy đủ, dưa gan. Đây người ta đi chợ Chầm Hổm này rất là đông nha. Sáng sớm người người đi nhà thờ La Quang bên này đó, thì người ta đi chợ luôn. Bên đây cũng là khu nhà thờ ha. Thì ở thành phố Houston, Texas. Thì cái này bán ở đây thì không có hợp pháp đâu nha, nhưng mà Mỹ người ta thấy cái văn hóa của người Việt Nam á, thích nhóm chợ này kia, người ta chỉ bán cho vài tiếng thôi, nên người ta không có, Mỹ cảnh sát nó bỏ qua, không có phạt, không có bắt gì hết. Chứ thường thì nếu mà bán ở Mỹ như vậy là không có hợp pháp, không có đúng luật. Với lại an toàn vệ sinh thì không có đảm bảo, nhưng mà đối với người Việt Nam thì sao? Mặt hà nè, xả nó đủ nè. Rau muống nha, một bó được. Rau mùng tơi hả? Chút xíu mua, chút mua lắc đi nhà thờ ra mua. Ừ, lắc cây phim xíu. Tại vì ở San Francisco xuống đây mấy tiếng hồ lận rồi quay đã đi dẫn về dẫn chưa lâu lâu mới xuống một lần. À, cái ớt nè đó, quá trời cái trái ớt đỏ luôn. Rau muống, củ qua rất là vui ha. Ừ, đúng cái văn hóa của người Việt Nam mình đó. Ở đây người ta chỉ bán cho vui thôi, chứ mấy người này người ta cũng gia đình cũng khá giả, cái này cũng kia hết, cái kia là bình thường. Ở đây có bán tôm mực bình thường nhiêu vậy, uống phao hả? Nè cô này ướp sẵn luôn nè, cô này ướp sẵn rồi.
rất là sáng lát lát đây nè. Khu vực linh đài Đức Mẹ La Quang, cổ hiệu Sơn Phát Tịch. Có như gan, mớp, ngà bí nè, hậu qua chín túc học việt nè, đầy đủ. Đây là nhà thờ La Quang nha, rất là to. Lên truyền hình hả? Ừ. Lên YouTube thôi, lên truyền hình chi? Ủa mà có đeo khẩu trang mà đâu có sao đâu. Dạ. Con ở đây nhưng mà ở San Antonio. Dạ dạ. Dạ đúng, dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Không có nghèo đâu. Cái này là bán cho vui á chứ đâu có nghèo đâu. Đó, cà phê ủng hộ nhà thờ La Quang. Anh đây là cầu đây luôn.